Sau đây, công ty chúng tôi xin tư vấn và giới thiệu tới quý khách các loại giống cỏ phù hợp nhất với mô hình chăn nuôi cá, để giúp quý khách nắm rõ được kiến thức, có thể lựa chọn được các loại giống cỏ tốt nhất phù hợp cho cá trắng ăn. Ngoài ra, các giống cỏ này còn có thể chống được xói mòn bờ ao hoặc bờ đê, nên thế sẽ giúp cho quý khách vừa tiết kiệm được quỹ đất, vừa tiết kiệm được thời gian đi cắt cỏ, vừa giúp cá trắng ăn ngon và mô hình kinh tế của bạn sẽ nhanh chóng phát triển. Hiện nay, việc xây dựng mô hình chăn nuôi cá đại trà và tập trung đang dần được phát triển tại Việt Nam. Vì vậy, vấn đề giải quyết nhu cầu thức ăn thô xanh đang được nhiều người quan tâm. Vì với số lượng lớn thì chúng ta không thể phụ thuộc vào các loại thức ăn tự nhiên và tự đi thu hoạch được. Nên thế, việc chủ động trồng cỏ cho cá là tốt nhất. Đa số hiện nay, người dân chỉ mới biết đến giống cỏ voi và cũng có một số hộ dân trồng loại cỏ này cho cá. Ưu điểm của cỏ này là cho năng suất cao và cá trắng cũng đều ăn được. Nhưng nhược điểm của cỏ voi là phần thân của cỏ lớn và cứng, bên cạnh còn có lông, nên thế khi thu hoạch cho cá, chúng ta phải bỏ đi phần thân đó và chỉ lấy được phần lá, nên thế chúng ta sẽ không tận dụng hết được cho cá ăn. Vì vậy, trong video này, chúng tôi xin tư vấn cho quý khách biết thêm một số giống cỏ chăn nuôi phù hợp nhất với cá như sau. Loại giống cỏ phù hợp nhất với cá. Thứ nhất là giống cỏ Siné. Cỏ Siné là loại cỏ không có lông, thân không lớn như cỏ voi, phát triển theo dạng bụi, tỷ lệ lá trên thân nhiều, nông mềm và chất dinh dưỡng cao, nên thế cá rất thích ăn. Đây là loại giống cỏ chăn nuôi phát triển nhanh nhất, được nhiều người ưa chuộng vì phù hợp với nhiều loại vật nuôi khác nhau. Đối với cá trắm, khi còn bé, chúng ta có thể dùng máy xay nghiền nát hoặc dùng dâu bằm nhỏ để cho cá ăn. Đến khi cá lớn, chúng ta có thể thu hoạch trực tiếp cho cá ăn mà không cần phải mất công xay cỏ, cá vằn ăn hết từ gốc đến ngọn. Loại cỏ này không quá cao, nên thế chúng ta có thể tận dụng bờ ao để trồng lấy lá làm thức ăn nuôi cá. Ngoài ra, chúng ta có thể trồng bạch ta ly trên bờ ao để chống xói mòn rất tốt. Vì cỏ phát triển theo một thảm cỏ âm tùm, nên thế chống xói mòn đất là rất hữu hiệu. Loại cỏ thứ hai đó là giống cỏ Mulatto 2. Cỏ Mulatto 2 cũng phát triển theo dạng bụi như cỏ Siné. Cỏ cũng non mềm và chứa nhiều chất dinh dưỡng khác nhau và phù hợp với mô hình chăn nuôi cá. So với cỏ Siné thì cỏ Mulatto 2 còn chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn và ngọt hơn. Tỷ lệ lá trên thân cũng khá cao và đạt năng suất. Cỏ Mulatto 2 cũng có thể trồng trên bờ ao cho cá ăn và chống xói mòn rất tốt. Thân cỏ chỉ cao từ 1m2 đến 1m3 và phát triển theo từng thảm cỏ âm tùm. Loại giống cỏ chăn nuôi thứ ba đó là giống cỏ Bát Ba Lâm. Cỏ Bát Ba Lâm là loại giống cỏ có khả năng chịu ngập úng cao, phù hợp với quý khách nào thiếu đất canh tác, có thể cải tạo thêm đất ruộng để trồng cỏ. Loại cỏ này phù hợp với đất có một mùa khô và một mùa ngập nước, và đất ruộng thường vào mùa khô thì thiếu nước hạn hán và mùa mưa thì lại ngập úng, nên thế trong các loại cỏ khác chỉ được vào một mùa, vậy nên trong loại cỏ Bát Ba Lâm sẽ phù hợp nhất. Loại cỏ này không có lông và đặc điểm cũng giống với cỏ Siné, nên thế cũng phù hợp với mô hình chăn nuôi cá. Loại giống cỏ chăn nuôi thứ tư đó là cỏ Sudan Lai, hay còn gọi là cỏ ngô. Cỏ Sudan Lai có đặc điểm tương tự như cây ngô. Đây là loại cỏ phát triển đạt năng suất cao nhất trong dòng cao lương. Lá rộng và thân non mềm, thân không có lông. Bên cạnh đó, còn chứa nhiều chất dinh dưỡng khác nhau, phù hợp với nuôi cá vỗ béo. Loại cỏ này, chúng ta có thể trồng thêm làm thức ăn thô xanh cho cá. Khi cá được cung cấp đầy đủ thức ăn, sẽ nhanh chóng béo và phát triển hơn. Trên đây là các loại giống cỏ chăn nuôi nhiều chất dinh dưỡng, phát triển nhanh đạt năng suất cao, phù hợp nhất với mô hình chăn nuôi cá. Trên một mảnh đất canh tác, quý khách nên trồng nhiều loại giống cỏ khác nhau thì càng tốt, sẽ giúp cho cá được thay đổi khẩu vị thức ăn hàng ngày. Đến tình trạng vật nuôi chỉ ăn một loại sẽ nhanh chán miệng. Mỗi loại cỏ sẽ có chứa mỗi chất dinh dưỡng khác nhau, nên thế khi cá được ăn nhiều loại cỏ sẽ được bổ sung nhiều chất dinh dưỡng, sẽ nhanh chóng phát triển hơn, giúp cho mô hình của bạn đạt được nhiều lợi nhuận tối đa hơn. Để tìm hiểu chi tiết về các loại giống cỏ này, quý khách vui lòng truy cập vào website giongcogiarẻ.com.vn để xem thêm chi tiết hoặc bình luận ngay dưới video để được nhân viên của công ty chúng tôi tư vấn.
Quý khách hãy đăng ký ngay kênh chúng tôi để được cập nhật thêm các loại giống cỏ chăn nuôi tốt nhất hiện nay. Đơn vị chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu và update thêm về các loại giống cỏ chăn nuôi, lựa chọn ra những giống có gen trội, phát triển nhanh, đạt năng suất cao để cho người dân áp dụng vào mô hình sản xuất kinh doanh, mang lại giá trị hiệu quả kinh tế cao nhất. Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ ngay hotline tại phần mô tả video. Xin chân thành cảm ơn quý khách.